Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 101. Chương 1001, Thập Nhị Phẩm Hồng Liên. Hóa thân Ngọc Đế trầm giọng nói, đúng là đạo lý như vậy. Thật hiếm thấy, Ái Khanh cũng không phải là một mực đứng tại một phương tiệt giáo. Lý Trường Thọ cười khổ nói, bệ hạ, không đề cập tới thân phận bên trong thiên đình, ta đầu tiên là đệ tử nhân giáo, sau đó là đệ tử đạo môn. Vậy thì theo Ái Khanh nói, việc này cứ để hóa thân của ta đi đầu, bệ hạ ngài còn có hóa thân khác không? Tần Thiên Trụ buồn bực nói, tất nhiên là có, cỗ hóa thân này hẳn là đã bại lộ. Hẳn là bại lộ đã lâu. Khục. Tần Thiên Trụ ho khan, lạnh nhạt nói, vậy thì sẽ giao việc này cho Ngụy Thâm Mạt tướng quân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, hóa thân số 4 của Ngọc Đế bệ hạ không phải gọi là Ngụy Trấn Thiên, nếu không Lý Trường Thọ sẽ thật sự muốn hoài nghi Ngọc Đế bệ hạ này có phải là cũng có một chút vấn đề hay không. Việc này phải xử trí như thế nào? Cần phải ổn âm thầm mời Đại Pháp Sư về, triệu tập đoàn tọa kỵ nhân giáo, duy trì đủ sức mạnh để hòa giải và răn đe tam giáo mọi lúc. Thập Nhị Phẩm Hồng Liên. Tại đại thiên thế giới vắng vẻ nào đó, tòa đại điện trang nghiêm túc mục nào đó, bên trong xó xỉnh bị tầng tầng kết giới che lấp. Bạch Trạch nhíu mày lẩm bẩm, liếc nhìn đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trước mặt, trầm ngâm một hồi, việc này hẳn là tiệt giáo đang tính kế. Từ góc độ lợi ích mà nói, bây giờ đúng là tiệt giáo càng cần bảo vật như vậy. Nhưng Thông Thiên giáo chủ làm việc quang minh lỗi lạc, không có đạo lý sẽ vụng trộm làm chuyện như vậy. Theo tính tình của Thông Thiên giáo chủ, dù hạt sen này nhất định phải cắm rễ tại huyết hải, cùng lắm thì chính là vạn tiên tề xuất, bày ra đại trận ở bên trong huyết hải. Bằng vào thực lực của tiệt giáo hiện giờ, chỉ cần thánh nhân không ra tay, chỉ có đệ tử thánh nhân, Tây Phương giáo cùng với xiển giáo cộng lại cũng khó có thể dung chuyển tiệt giáo. Không sai, việc này xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lý Trường Thọ nói, lúc thượng cổ, khỏa hạt sen thứ ba kia rơi vào trong tay người nào, Bạch tiên sinh ngài có biết không? Bạch Trạch vô thức liền muốn bấm ngón tay suy tính, lại lập tức nghĩ tới bây giờ thiên cơ đang bị kiếp vận che đậy, chỉ có thể lắc đầu. Cũng chưa từng nghe đến chuyện như vậy, cũng không biết ở phía đế thính có tin tức hay không, đế thính còn chưa thể tin hoàn toàn. Lý Trường Thọ khoanh tay suy nghĩ một hồi, vừa mới muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, đột nhiên khẽ a một tiếng, nhìn về phía bên ngoài tầng tầng kết giới. Mấy trăm đạo lưu quang bay tới bên ngoài đại điện, hóa thành từng vị nam nữ quấn áo choàng trắng dừng ở trước điện, cúi đầu xông vào trong điện. Tiếng bước chân như mưa rơi xuống thềm nhà, vô cùng êm tai. Những thân ảnh này có bộ pháp mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, tu vi cảnh giới chân tiên chiếm đa số, mấy hàng đầu tiên đều là cảnh giới thiên tiên, trong đó xen lẫn mấy vị kim tiên. Ở nơi sâu nhất đại điện, một đạo thân ảnh chậm rãi bay tới cùng với mưa hoa đầy trời, Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, hóa thân này suýt nữa tự thiêu. Cửu Sư Thúc, lúc này mới làm thánh nữ Lâm Thiên Điện mấy năm, chính mình vẫn luôn bận rộn sự tình tiên mình. Vẫn luôn chỉ dựa vào đạo nhân giấy cảm ứng khí tức sinh linh nơi đây phải chăng bình thường, không có đi nhìn kỹ, tại sao lại? Như là biến thành người khác, phong cách thay đổi hoàn toàn. Nhìn Tiểu Cửu, áo lót màu đỏ nhạt bên trong vẫn là không chịu nổi gánh nặng, tội ác tày trời, nhưng đã ít đi cảm giác không hài hòa rất nhiều so với trước đó. Phong cách ăn mặc thay đổi rất nhiều, đoản sam váy ngắn vạn năm không thay đổi kia không còn bóng dáng, váy dài phối hợp với vạt áo bên trong, tà váy kéo dài nửa trượng ở phía sau. Vòng eo nhỏ nhắn không được một nắm, lại dùng váy dài che khuất hơn phân nửa, chân ngọc phủ một đôi giày cao gót dày cộp. Đền bù khuyết điểm về chiều cao, làm cho dáng người trở nên tự nhiên và hài hòa hơn. Lại có lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao, đôi môi đỏ mọng được che giấu bởi chiếc mạng che mặt mỏng, chiếc cổ thon và trắng, đôi mắt như rượu, hơi lười biếng. Lý Trường Thọ thật sự muốn hỏi rằng có thánh nữ này, Lâm Thiên Điện lo gì hết thời. Váy phất phới, mạng che mặt rơi xuống, cùng với một chút tiên quang, Tửu Cửu đã ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại, nhận lễ của mấy trăm đạo thân ảnh đang quỳ một chân trên đất thi lễ kia. Một giọng nói uể oải phát ra từ đôi môi và hàm răng của nàng, truyền khắp đại sảnh,
các phân điện có chuyện quan trọng gì. Phía dưới lập tức có một vị trung niên đạo sĩ đứng dậy, khom người bẩm báo sự vụ ngày thường của Lâm Thiên Điện. Ở vị trí phía sau, có không ít đạo sĩ trẻ tuổi không nhịn được ngẩng đầu, vụng trộm nhìn một chút bóng hình xinh đẹp bên trên bảo tọa. Sau đó lại lập tức cúi đầu, giống như nhìn thêm nữa sẽ mất đi ánh mắt vậy. Lý Trường Thọ tán thán nói, tốc độ phát triển như vậy, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, cười nói, dựa theo những gì Thủy Thần nói trước đây, chúng ta đã điều chỉnh các phương. Hoàn toàn dựa theo phương thức của một tiên tông chính nghĩa để chế tạo Lâm Thiên Điện, dùng lý tưởng tu đạo cùng với tài nguyên tu đạo phong phú, hấp dẫn bọn họ gia nhập Lâm Thiên Điện. Lại lấy cảm hứng từ kế hoạch siêu cấp thiên binh của Thủy Thần Đại Nhân, chúng ta cũng biến thánh nữ Cửu Tiên Tử thành người đại diện của Lâm Thiên Điện, hiệu quả quả nhiên là vô cùng không tồi. Phải không? Lý Trường Thọ cười cười, cũng không uốn nắn lời nói của Bạch Trạch, nhìn cửu sư thúc nhiều thêm mấy lần, cũng là có một chút sững sờ. Nghĩ không ra, từ cửu sư thúc còn có thể có không gian tiến bộ lớn như thế. Chỉ có hạn chế điểm đặc biệt nổi bật của bản thân mới có thể hoàn thành việc cải thiện toàn diện. Đại đạo cho phép, đạo cùng tự nhiên. Lý Trường Thọ cũng là thật, sự không nghĩ tới, chính mình thưởng thức cảnh đẹp tiên tử còn có thể có chút cảm ngộ. Bạch tiên sinh, ngươi có bí pháp hóa thân không? Bạch Trạch cười nói, đi lại tại Hồng Hoang nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có thần thông phân thân? Để một cỗ hóa thân ở chỗ này, theo ta đến huyết hải đi dạo đi. Thiện. Bạch Trạch đáp ứng rất sung sướng, thân hình bước sang bên cạnh một bước, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Tàn ảnh này cấp tốc ngưng thực, hóa thành hình dáng tướng mạo của Bạch Trạch, sau đó hóa thân và bản thể cùng nhau chắp tay, hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Nếu không cẩn thận phân biệt, thật sự không nhìn ra sự khác biệt của hóa thân và bản thể Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ khen ngợi một câu tượng trưng, thân hình hóa thành người giấy, lướt tới bên trong tay áo hóa thân Bạch Trạch, tiếp tục lưu thủ ở nơi đây. Lý Trường Thọ lại dặn dò, Bạch tiên sinh trên đường đi cẩn thận một chút, đừng có quá ỷ lại thần thông của chính mình. Thủy Thần yên tâm, Bạch Trạch ấm giọng nói, ta chắc chắn sẽ an ổn chạy trở về, tận lực không chậm trễ đại sự Ngũ Bộ Châu. Chương 1002, như vậy, ta có thể làm cái gì? Lại hàn huyên vài câu cùng với Bạch Trạch, tâm thần chuyển trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lúc này Lý Trường Thọ đang ở trong mật thất dưới đất, cúi đầu liếc nhìn thùng tắm đã không còn sương mù, tăng thêm chút nhiệt độ cho nước sạch quanh người. Tắm một cái, nhanh chóng chữa trị đạo thể hao tổn bởi vì bị thiên phạt. Sự tình Hồng Liên, lão sư bảo chính mình đi, lại cũng không nói với chính mình phải đi bao xa. Mỗi lần đều là như vậy, lão sư cũng thật sự quá tín nhiệm hắn. Hồng Liên rốt cuộc là ai tính kế? Nếu Hồng Liên cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ phóng ra, vậy mục tiêu của chính mình hẳn là đi phá hủy Hồng Liên, hoặc là đoạt lấy quyền khống chế Hồng Liên. Đóa thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên này, cùng với thập nhị phẩm kim liên của Tây Phương giáo là bảo vật cùng cấp bậc, lại đối lập lẫn nhau, có công hiệu trấn áp giáo vận đại giáo. Ở bên trong Hồng Hoang hiện tại, trọng bảo như vậy là vô cùng trân quý, dù là bốn nhà đại giáo ra tay đánh nhau vì nó, Lý Trường Thọ cũng có thể hiểu được. Trọng bảo Hồng Hoang đã có từ rất lâu rồi. Kỳ thật, vô luận có phải Thông Thiên giáo chủ trồng đóa Hồng Liên này hay không, đều đã không quá quan trọng. Vấn đề hiện nay là sau khi Tiệt giáo nhận được tin tức, tất nhiên là muốn dùng đóa Hồng Liên này trấn áp giáo vận. Mà Xiển giáo cũng không muốn nhìn thấy Tiệt giáo vốn là vạn tiên triều bái, thực lực quá mức ngang tàng, thật sự có thể ổn định lại khí vận tự thân, như vậy ở trong đại kiếp, Xiển giáo nhất định sẽ đối mặt với nguy hiểm càng lớn. Bởi vì một đóa Hồng Liên không biết ai trồng xuống, mâu thuẫn giữa Xiển giáo cùng với Tiệt giáo bỗng nhiên thăng cấp. Mà đây chính là chỗ cao minh nhất trong tính kế lần này của Chuẩn Đề. Sự tình hư Bồ Đề, bất quá chỉ là Chuẩn Đề thuận miệng nhắc tới, nếu có, thể hóa giải liền không thể tốt hơn. Thiên đình không đáp ứng cũng không có tổn thất ngoài định mức gì. Thậm chí, sau đó còn có thể bồi dưỡng hư Bồ Đề thành người cõng nồi của Tây Phương giáo, đổ tội nghiệt hương hỏa thần quốc lên trên người của hư Bồ Đề. Thánh nhân chính là thánh nhân, coi như là thánh nhân thối, ra tay vẫn là bất phàm như thế. Chính mình đừng nói là đạo cảnh hoặc là ra mặt, coi như là ở trên phương diện tính kế này, khoảng cách so với thánh nhân vẫn còn kém rất nhiều hỏa hầu. Như vậy, ta có thể làm cái gì? Soạt, soạt. Cầm gáo vung ra một chút nước ấm, Lý Trường Thọ sấy khô tóc dài, ngồi ở trong thùng gỗ hơi suy tư.
lão sư để cho mình thò một chân vào thời khắc mấu chốt, tận lực phòng ngừa xiển giáo cùng với tiệt giáo bộc phát đại chiến, mọi thứ đều kéo đến sau khi Tử Tiêu cung nghị sự. Đóa hồng liên này, chính mình nên hủy hay giữ lại? Nếu như hai lựa chọn này bày ra ở trước mặt mình, chính mình nên chọn như thế nào? Lý Trường Thọ cẩn thận nắm bắt, phân tích các tình huống khác nhau sẽ xảy ra khi hồng liên thuộc về tiệt giáo, bị hủy hoặc là rơi vào trong tay thế lực khác. Đối với cá nhân hắn mà nói, kỳ thật thực sự hy vọng tiệt giáo có thể đạt được hồng liên trấn áp giáo vận, chính mình sau này vào lúc muốn cứu người, liền nhiều hơn mấy phần thắng. Nhưng nếu tiệt giáo đạt được hồng liên, chân chính gặp nạn sẽ là xiển giáo. Đúng như Chuẩn Đề Thánh Nhân cố ý nói ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, bên trong tiệt giáo tàng ô nạp cấu, xác thực có không ít sinh linh thượng cổ mang theo nghiệp chướng nhập giáo. Năm đó Thông Thiên giáo chủ giảng đạo tại các tiên đảo hải ngoại, hạng người gian tà xảo trá thừa cơ lẫn vào đó nghe đạo cũng là có một chút, đều tự cho mình là đệ tử ký danh thánh nhân, khí vận, nghiệp chướng, công đức tự thân, đều đã đưa vào đại vận tiệt giáo. Bây giờ đại kiếp tiến đến, nếu tiệt giáo có thể tinh giản một nhóm môn nhân đệ tử, có lẽ sẽ có tình cảnh tốt hơn. Đáng tiếc, Thông Thiên giáo chủ sư thúc sẽ 99% không làm được sự tình đào hố đệ tử như vậy. Tìm thêm một chút giúp đỡ, sau đó dùng để can ngăn đi. Thế là, Lý Trường Thọ bắt đầu bay lên 9 tầng trời, chui xuống biển sâu, hỏi một lần những cao thủ không phải đạo môn mà chính mình có thể mời được. Lúc này Văn Tịnh đạo nhân còn đang làm cao tầng tại Tây Phương giáo, vì vậy tạm thời không có cách nào điều động. Khổng Tuyên đại tỷ hiện tại cũng không biết đang ở trong khâu nào, cũng không nên vọng động, có thể trông chừng chuyển thế thân thất tình lục dục tại Thương Bộ tộc, đã là giúp một đại ân. Ngưu Ca ở Động Xuất cung hẳn là có thể mời, nếu như lão quân gần đây không ra khỏi cửa. Lý Trường Thọ đi tìm Ngô Cương, Ngô Cương lại bởi vì mang theo sứ mệnh, không có cách nào rời khỏi Nguyệt Quế thụ quá xa. Hàng Nga tiên tử càng không cần phải cân nhắc nhiều, nàng lúc này tương đương với bị thiên đạo giam lỏng ở Thái Âm Tinh, nếu tự ý rời khỏi Thái Âm Tinh, thiên phạt hẳn là sẽ lập tức đến. Đây là chịu ảnh hưởng của lãng tiền bối, xác thực không có cách nào. Mà xem như chiến lực duy nhất trong Quảng Hàn Cung có thể tùy thời điều động, Tiểu Thỏ Ngọc. Bình thường nhảy hoặc múa thì cũng được, đấu pháp vẫn là quên đi. Long tộc xem như đại hộ hồng hoang duy nhất lúc này Lý Trường Thọ có thể trông cậy vào. Lý Trường Thọ mở ra một cỗ đạo nhân giấy giấu ở phụ cận Thủy Tinh Cung Đông Hải, hóa thành bộ dáng Thủy Thần Thiên Đình. Mang theo đạo vận đặc hữu của chính mình, thi triển thủy độn tiến vào bên trong Thủy Tinh Cung. Chưa đến cửa cung, đã có mấy vị trưởng lão Long tộc cảm ứng được khí tức Lý Trường Thọ, chủ động ra ngoài tiếp đón. Long tộc đối với Lý Trường Thọ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Lý Trường Thọ từ lúc giúp Long tộc dùng phương pháp hương hỏa cung phụng cải thiện khí vận, mãi cho đến thời kỳ Hải Thần, giúp Long tộc tranh thủ thần vị, nâng đỡ Long tộc từng bước một đầu nhập Thiên Đình, lại hiệp trợ Long tộc trấn áp Hải Nhãn Đông Hải. Trên dưới Long tộc, đối với Lý Trường Thọ đều là ôm lòng cảm ơn. Thậm chí chỉ cần Thủy Thần đại nhân mở miệng, một số lớn Long nữ trẻ tuổi cũng đều nguyện làm thị nữ phù Thủy Thần, ca hát hàng đêm. Đi qua mặt đất dùng chân bảo ngọc thạch lát thành, vào trong đại điện trống trải lại buồn tẻ, cùng với hải nữ chậm rãi tấu tiên nhạc, Long Vương Đông Hải đã chờ ở dưới đài cao. Hai thần chạm mặt, vái chào lẫn nhau. Long Vương ra mời Lý Trường Thọ đi lên trên đài cao, có hải nữ chuyển đến một chiếc ghế khảm đầy chân bảo, đặt ở bên cạnh bảo tọa Long Vương. Sau khi hàn huyên vài câu, Long Vương Đông Hải liền nói, Thủy Thần ngài rất ít khi đến Long Cung. Bận rộn sự vụ tại Thiên Đình, còn phải chiếu cố giáo vụ nhân giáo, thật sự làm cho ta lực bất tòng tâm, không hút ra được thời gian. Lý Trường Thọ thở dài, sau đó liền nói rõ ý đồ đến. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt rồng của Long Vương Đông Hải tràn đầy khó xử. Thủy Thần ngài đừng nói là mượn một nhóm cao thủ, coi như điều hết cao thủ Long Cung đi cũng đều không sao. Nhưng ngài muốn đi làm trung gian điều đình mâu thuẫn xiển, tiệt có khả năng xuất hiện. Tam giáo đạo môn, Long tộc thật sự không trêu chọc nổi, nếu vạn nhất bị phương nào ghen ghét, Long tộc chỉ sợ là nguy rồi. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1003, Trộn lẫn. Lý Trường Thọ cười nói, Long Vương yên tâm đi, ta là lấy danh nghĩa Thiên Đình điều một nhóm cao thủ Long tộc, chỗ đứng lập trường chính là Thiên Đình, mà không phải là Long tộc. Lại có,
Bây giờ kiếp vận đại kiếp vừa mới hiện ra bất quá mấy chục năm. Đạo tổ lão gia triệu tập 6 vị thánh nhân lão gia đi đến Tử Tiêu cung nghị sự còn rất xa. Mấy vị thánh nhân lão gia anh minh thần võ cỡ nào, làm sao có thể để đệ tử thánh nhân hai giáo thật sự đánh nhau. Kỳ thật chỉ là đi ngang qua sân khấu, nâng cao uy danh cho thiên đình, tăng lên một ít quyền lên tiếng của thiên đình ở trên việc này. Chuyện này, Long Vương Đông Hải trầm ngâm một hồi. Nếu Lý Trường Thọ nói mượn binh đi tiến đánh Linh Sơn, Long Vương cũng sẽ không có nửa phần chần chừ, nhưng dính đến việc nhà đạo môn, Long Vương thật sự lo lắng rất nhiều. Long Vương Đông Hải cũng là lão sinh linh hồng hoang, lúc này chỉ một lời liền đã hỏi tới điểm mấu chốt, thủy thần, đóa thập nhị phẩm hồng liên kia, cuối cùng là muốn hủy hay là như thế nào? Đây là đang hỏi thái độ của nhân giáo, là đứng ở phía xiển giáo hay là đứng ở phía tiệt giáo? Lý Trường Thọ nói, vấn đề này cần phải phân tích cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể, còn chưa có cách nào hồi đáp chuẩn xác cho Long Vương gia. Nhưng thân là đệ tử đạo môn, khẳng định không muốn nhìn thấy thực lực đạo môn tổn hại. Thiện, Long Vương Đông Hải đỡ dâu suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bộ phận cường viện thứ nhất đã định ra như vậy. Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không chỉ làm những thứ này. Hắn đã sớm đi đến địa phủ, thương lượng sự tình có quan hệ với Hồng Liên cùng với mấy vị diêm quân. Được vu tộc địa phủ ủng hộ, lại triệu hồi chúng ma binh chạy tới 3.000 thế giới du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thuận lợi lấy được liên hệ cùng với Đại Pháp Sư, được Đại Pháp Sư đáp ứng, sẽ kịp thời chạy về Ngũ Bộ Châu. Chuyện về sau, chính là đánh cờ cùng với tính kế. Căn cứ vào nguyên tắc thực sự cầu thị, Lý Trường Thọ điều động đạo nhân giấy tiến vào bên trong huyết hải, bắt đầu điều tra tình hình trong huyết hải lúc này. Chỉ mới nửa ngày công phu, hắn liền tao ngộ cùng với hai nhóm cao thủ Tây Phương Giáo, bất quá đều là Lý Trường Thọ bỏ chạy từ phía xa, cũng không bộc phát xung đột. Huyết hải lúc này vốn là muốn còn muốn náo nhiệt hơn so với Lý Trường Thọ tưởng tượng. Dạo chơi không có mục đích 3 ngày, Lý Trường Thọ gặp không biết bao nhiêu cao thủ, thậm chí còn bắt được không ít khí tức quen thuộc. Ví dụ như Tu La tộc đạt được tin tức Tây Phương Giáo truyền cho, bắt đầu trở nên hưng phấn lên, cả tộc dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ cơ hồ muốn lật tung huyết hải, điên cuồng tìm tung tích của đóa hồng liên kia. Các cao thủ Tây Phương Giáo cũng không rút lui, vẫn điều tra tại các nơi như cũ, ý đồ chiến lược muốn nhặt nhạnh chỗ tốt là vô cùng rõ ràng. Nếu không chiếm được thập nhị phẩm hồng liên, Tây Phương Giáo sẽ lấy danh tiếng tốt, bọn họ toàn lực giúp Tu La tộc, bức Tu La tộc mang ơn. Nếu có thể đạt được thập nhị phẩm hồng liên, tự nhiên là bảo vật này hữu duyên cùng với phương Tây chúng ta, Tu La tộc vào sau này sẽ bị áp bách thảm hại hơn. Ngoài ra, tiệt giáo đã có cao thủ chú ý nơi đây, xiển giáo cũng thế. Lý Trường Thọ trầm tư hồi lâu, cũng vô pháp xác định sự tình kế tiếp sẽ phát triển về phương hướng nào. Hắn lại hao tốn 5 ngày, điều động 10 vạn đại quân tinh nhuệ thiên đình, tính cả 30 vạn âm sai quỷ binh địa phủ, trú đóng ở rìa huyết hải. Một số lớn cao thủ Long tộc, cao thủ Vu tộc, liền trộn lẫn ở chỗ này, lấy tĩnh chế động, sống chết mặc bầy. Lại sau mấy ngày, Bạch Trạch dẫm lên làn sóng xanh, chậm rãi bay tới từ chân trời U Minh giới, rơi vào nơi đóng quân của Liên quân Thiên đình địa phủ. Lý Trường Thọ nhìn thấy Bạch Trạch, trong đáy lòng liền an ổn hơn rất nhiều, thông báo cho Kim Sĩ Đại Bằng, cùng với Thanh Ngưu chính mình đã hẹn trước đây, chạy đến huyết hải. Tọa kỵ có thể gánh nửa bầu trời chân chính. Lần này không thể dựa vào xiển giáo cùng với tiệt giáo, nhất định phải tự mình giải quyết. Nhưng mà, Lý Trường Thọ nói chuyện với Bạch Trạch mới được 5 câu. Ê. Nơi chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gáy cao, Lý Trường Thọ cười giới thiệu thành viên mới nhân giáo cho Bạch Trạch, nhưng vừa mới mở miệng, nói một câu Bạch tiên sinh, đã thấy bên người đã không có bóng người. Lại chăm chú nhìn lên, đã thấy Bạch Trạch hóa thành bộ dáng thụy thú, bước bộ pháp thượng lưu, chậm rãi đi tới từ nơi xa. Y muốn tự tay bảo vệ cái danh xưng tọa kỵ nhân giáo thứ nhất này. Gần đây địa phủ có phần không yên ổn. Tại Luân Hồi Tháp, thanh niên đạo sĩ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra huyết hải xa xa, có một chút không để tâm hỏi một câu. Đế Thính núp ở góc mở hai mắt ra, nói đều là bởi vì đóa hồng liên kia, U Minh giới chỉ sợ là sẽ xảy ra đại sự. Thanh niên đạo sĩ lại lơ đễnh, có một chút xuất thần đối với chân trời U Minh giới thấp bé nơi xa. Đế Thính ngươi nói xem, lần này thủy thần sẽ thắng như thế nào? Đế Thính không nhịn được liếc mắt, nói, ngươi vẫn còn muốn tính kế với thủy thần sao? Chủ nhân ngươi đúng là không thể yên tĩnh. Ừ.
Thanh niên đạo sĩ phất ống tay áo một cái, ta bất quá chỉ là hơi nghi hoặc một chút, những chuyện ở bên ngoài nơi đây đã không còn liên quan gì đến ta, ngươi hãy nghe đi. Đế Thính nhếch miệng bày ra mặt quỷ, sau đó tiếp tục nhắm hai mắt lại, nghe lén vạn linh tam giới, giám sát các nơi huyết hải. Nó cũng đang tìm tung tích đóa hồng liên kia. Nếu có thể đoạt trước một bước tìm được, từ đó bán nhân tình cho thủy thần thiên đình, đó mới thật sự là kiếm lớn. Côn Luân Sơn ngoại trừ là đạo trường thánh nhân, Ngọc Hư Cung, còn là nơi tụ tập chứ danh của tán tu hồng hoang. Đông đảo lão thần tiên tu hành ở nơi đây, phần lớn đều không có liên quan trực tiếp cùng với xiển giáo. Dù sao thì cánh cửa xiển giáo thu đồ cũng khá cao, cũng không phải là kim tiên tầm thường liền có thể với tới. Không ít tiên nhân tu hành nơi đây đều là hạng người tai thính mắt tinh, tin tức linh thông, cùng với các đại phường trấn, các đại tông môn trung thần châu đều có liên hệ mật thiết. Cho nên, Côn Luân Sơn dần dần trở thành chỗ tập hợp tin, tức ngầm trong hồng hoang, từng ngọn núi kia gần như mỗi ngày đều không ngừng tiên yến, trở thành nơi giao lưu tốt nhất. Độ Ách, một người nổi tiếng lâu đời. Trong nửa tháng gần nhất này, tin tức có quan hệ thập nhị phẩm hồng liên sắp hiện thế trong hồng hoang, chín thành đều là bắt nguồn từ đây. Ban đầu, hầu hết các tiên nhân đều cho rằng đây là tin tức giả. Hồng hoang quá lớn, lời đồn cùng loại mỗi ngày cũng đều có thật nhiều, khó phân biệt thật giả. Nhưng tổ sư Độ Tiên Môn đương đại, đệ tử ký danh của thánh nhân lão gia nhân giáo, Độ Ách chân nhân, mở miệng trong một lần say rượu, sự tình liền trở nên không đồng dạng. Chương 1004, điều tra rõ ngọn nguồn. Tin tức này còn có thể là giả. Bần đạo tìm không ít bạn tốt nghe ngóng, thập nhị phẩm hồng liên xác thực đã sắp xuất thế, vật này có thể trấn áp giáo vận đại giáo. Mấy vị bạn tốt của bần đạo tại tiệt giáo đều đã tiến vào bên trong huyết hải tìm tòi, các vị đừng có hỏi nhiều. Việc này cũng đừng có truyền ra ngoài, tránh gây ra phiền phức cho mấy vị bạn tốt kia, bần đạo thế nhưng là đã đáp ứng bọn họ sẽ thủ khẩu như bình. Thế là, sự tình thập nhị phẩm hồng liên sắp hiện thế, ở bên trong mấy ngày liền truyền khắp các đại tiên môn hồng hoang ngũ bộ châu, cùng với mấy chục tòa đại thiên thế giới lân cận. Cao thủ các đại tiên môn, tán tu bên trong hồng hoang ngũ bộ châu, chen chúc đi về hướng huyết hải, làm cho địa phủ không thể không bày trận địa sẵn sàng, cũng làm cho thiên đình chỉ có thể tăng binh một lần nữa. Cũng may, Lý Trường Thọ không điều tra rõ ngọn nguồn. Cao thủ bên trong huyết hải càng nhiều, sự tình liền càng trở nên phức tạp. Số lượng các lộ tán tu, người tiên tông tới tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là từng người tự đánh lẻ, gặp được chỗ tốt thì lao tới, gặp phải phiền phức liền sẽ giải tán ngay lập tức. Tu La tộc coi huyết hải là sân sau nhà mình, càng là vô cùng coi trọng đối với thập nhị phẩm hồng liên, căm thù hết thảy luyện khí sĩ đi vào bên trong huyết hải tìm kiếm tung tích hồng liên. Mặc dù, bọn họ cũng không có tin tức chính xác của hồng liên. Hai bên đã bắt đầu bộc phát đấu pháp, một phương luyện khí sĩ đều là tiếp chiến nhanh chóng sau đó thối lui, ai cũng không muốn tử đấu. Tây Phương Giáo, Xiển Giáo, Tiệt Giáo ngược lại là bắt đầu ước thúc đệ tử, nhất là Tây Phương Giáo, hơn phân nửa cao thủ đều đã trở về Linh Sơn, cũng không tiếp tục lẫn vào ở bên trong huyết hải. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ ở trong mấy ngày gần đây nhất không thể không hoài nghi. Tây Phương Giáo có thể hay không đã tìm được thập nhị phẩm hồng liên, lại cố ý không lấy, muốn mượn chuyện này khiến cho Tam Giáo đạo môn nổi lên tranh chấp. Nhưng Chí bảo như vậy, đối với Tây Phương Giáo luôn mồm tuyên bố cằn cỗi, làm sao sẽ không lấy đi? Hay là, bởi vì một số nguyên nhân, không có cách nào lấy đóa hồng liên kia, cho nên Tây Phương Giáo lựa chọn từ bỏ, lại truyền tin tức ra, nhờ vào đó tính kế. Lời giải thích này ngược lại là hợp lý nhất. Đau đầu, cảm giác duy nhất của Lý Trường Thọ hiện tại chính là có một chút đau đầu. Ở bên rìa huyết hải, 20 vạn thiên binh tinh nhuệ đóng quân ở bên trong đại trận, hắn đang đi qua đi lại ngay ở trong doanh trướng. Ở chủ vị, chủ tướng thiên đình Ngụy Thâm Mạt để râu quai nón đưa tay đỡ râu, dùng tiếng nói thô cuồng nói, Thủy Thần, người xiển giáo cùng với tiên tiệt giáo còn chưa tới tìm ngươi sao? Cỗ hóa thân thứ tư của Ngọc Đế này rõ ràng cũng hao tốn một ít tâm huyết, từ ngoại hình tướng mạo, thói quen dùng từ, đều tận lực phòng ngừa làm cho người ta liên tưởng đến Ngọc Đế thiên đình. Y vừa hỏi như thế, Lý Trường Thọ dừng bộ pháp lại, ngồi về bên cạnh vị trí quân sư, thở dài, đây chính là bằng chứng, những người bạn mà ta kết giao không tệ lắm. Ồ, Ngụy Thâm Mạt chỉnh lại nón trụ trên đầu, tại sao lại nói như vậy? Lý Trường Thọ nói, chúng ta tới nơi đây đã hơn 6 ngày, tiên nhân tiệt giáo,
Xiển giáo quen biết với ta đều chưa hiện thân, hẳn là sợ làm khó ta. Ngụy Thâm Mạt phát ra một hồi tiếng cười to phóng khoáng, nói, đúng là như vậy, bản nguyên soái vốn còn tưởng rằng chúng ta vừa mới đến đây, liền sẽ có cao thủ hai giáo đến đây chạm mặt với ngươi. Bản nguyên soái trước đây còn lo lắng, liệu sẽ có đánh nhau ở chỗ này hay không? Sẽ không, nguyên soái yên tâm đi, trong lòng mọi người đều biết. À, tiên thức đột nhiên bắt được, hai cái phương hướng đông, tây, đều có một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến đại doanh thiên binh, bên trong bao phủ hai khối ngọc phủ. Chuyện này, vừa mới khen xong, hai bên liền truyền tin đến. Chợt thấy một vệt ánh vàng hiện lên cực nhanh, hai khối ngọc phù cách doanh địa còn có ngàn dặm, liền bị ánh vàng này bắt được. Trong chốc lát, cửa lều trướng mở ra, Kim Sĩ Đại bằng một thân giáp lưới hoàng kim cất bước đi vào, nâng hai khối ngọc phù đưa đến trước mặt Lý Trường Thọ. Lão sư, đã điều tra, ở bên trong không có cơ quan. Thiện. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, nhìn như ung dung tiếp nhận ngọc phù, trên thực tế trong đáy lòng vẫn như cũ mang theo tám thành cảnh giác. Sau khi đọc tin tức bên trong ngọc phù, mày trắng của Lý Trường Thọ đầu tiên là nhíu chặt, sau đó thư giãn, thấp giọng nói, Kim Bằng, làm phiền ngươi tiếp tục tuần tra ở bên ngoài. Vâng, Kim Sĩ Đại Bằng chắp tay hành lễ, quay người vội vàng rời đi, tinh thần vô cùng no đủ. Hóa thân Ngọc Đế Ngụy Thâm Mạt đứng dậy đến hỏi, sao vậy? Lý Trường Thọ đưa một khối ngọc phù cho Ngụy Thâm Mạt, thu một khối ngọc phù khác vào bên trong tay áo, cười nói, nguyên soái, đừng đọc cái này. Ngụy Thâm Mạt hai mắt tỏa sáng, cười nói, là Vân Tiêu tiên tử đưa tới. Ừm. Lý Trường Thọ thở phào một hơi, nàng nói ta cứ an tâm xử trí sự tình nơi đây, nàng cũng biết tình cảnh khó xử của ta, khuyên ta đừng có bởi vì tư tình mà dao động lập trường của bản thân. Còn nói, sau đó nếu nàng, phụng sư mệnh, đi vào bên trong huyết hải tranh đoạt thập nhị phẩm hồng liên, cũng sẽ tận lực khuyên nhủ đồng môn chớ nên mở chiến sự. Ngụy Thâm Mạt khen, quả nhiên là một vị tiên tử biết đại thể, thủy thần sao không sớm cưới. Còn sớm, còn sớm. Lý Trường Thọ vội nói, nguyên soái hãy xem thư xiển giáo gửi trước, đây là thư do Xích Tinh tử sư huynh phát tới. Để bản nguyên soái xem. Ngụy Thâm Mạt kéo ống tay áo lên, tiên thức thăm dò vào trong đó cẩn thận đọc một lần. Thủy thần, trong này kỳ thực cũng không có nói gì, chỉ là đang hỏi sự tình Hồng Liên là thật hay giả. Lý Trường Thọ nói, mấu chốt tại một câu cuối cùng. Ừm, Ngụy Thâm Mạt lại nhìn mấy lần, cẩn thận suy ngẫm. Nếu việc này là thật, còn xin trưởng canh sư đệ sớm đưa ra quyết định. Xiển giáo đây là muốn ngươi tỏ thái độ. Ngụy Thâm Mạt ném ngọc phù lên trên thư án, hai tay giang rộng ra đỡ một bên án, lại nói, nhìn vào ngôn từ trong phong thư này. Đều được tính là khách khí, cũng tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa, xem như cho thủy thần ngươi đủ mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một phong thư đến từ Vân Tiêu tiên tử, lúc này tạm thời xem như là thái độ của tiệt giáo. So sánh với nhau, thân sơ xa gần đã phân rõ. Lý Trường Thọ cười hỏi, nguyên soái dường như yêu thích tiệt giáo nhiều hơn một chút. Ngụy Thâm Mạt phàn nàn một câu, còn không phải là do ngươi. Sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, bắt đầu thương nghị đối sách, viết hồi âm cho xiển giáo như thế nào. Sau nửa canh giờ, Bạch Trạch duy trì bộ dáng thụy thú, bay xuống từ trên trời, bên người còn có một vị tráng hán mang theo khoen mũi. Chính là tiểu phân đội tọa kỵ nhân giáo đi vào bên trong huyết hải hoàn thành dò xét sơ bộ. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1005, Thiếu Phương Pháp Phân Thân. Vì sao không mang theo Kim Sĩ Đại Bằng đi cùng? Kỳ thật, mấy ngày trước, Kim Sĩ Đại Bằng chủ động coi mình là vãn bối, muốn chở hai vị tiền bối Bạch Trạch cùng với Thanh Ngưu đi, cùng nhau đi vào bên trong huyết hải dò xét. Nhưng, gã thực sự quá nhanh, tốc độ cực nhanh của Kim Sĩ Đại Bằng quá mức dọa người, ở bên trong huyết hải cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng kể từ đó, Bạch Trạch không kịp cảm ứng phía trước là nguy hay an, Kim Sĩ Đại Bằng liền trực tiếp xông qua. Hơn nữa bay quá nhanh, cũng vô pháp dò xét được cẩn thận, ngược lại là có một chút được không bù mất. Thế là, Kim Sĩ Đại Bằng chỉ có thể dưng dưng phất tay, tiễn biệt hai vị nhân tài kiệt xuất bên trong ngành nghề tọa kỵ hồng hoang, chủ động nhận lệnh tuần tra xung quanh đại danh thiên bình. Không bao lâu, Bạch Trạch duy trì bộ dáng thụy thú thượng lưu, cùng với Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Hưu hình người, cùng nhau tiến vào chủ trướng. Lý Trường Thọ tiến về phía trước nghênh đón,
mời Thanh Hưu cùng với Kim Sĩ Đại Bằng nhập tọa, Bạch Trạch Thì phối hợp đi tới chỗ ngồi đằng sau Lý Trường Thọ, ưu nhã nằm sấp xuống dưới. Chủ soái thiên binh nào đó không xứng có được tọa kỵ lên tiếng nói, hai vị có phát hiện ra gì không? Thanh Hưu lắc đầu, các nơi đều vô cùng hỗn loạn, mỗi một góc đều đã được lục soát điều tra, không có một chút bóng dáng Hồng Liên nghiệp chướng nào. Bạch Trạch trầm ngâm một tiếng, lại nói, đây có thể hay không, là kế sách cố ý nhiễu loạn nghe nhìn của Tây Phương Giáo. Khục, Lý Trường Thọ đưa tay ho khan, cười nói, việc này hẳn là thật. Khi đó vừa mới giải quyết sự tình Luân Hồi Tháp, ta bởi vì trực diện với uy áp của thánh nhân, lại tính kế chủ tính quá nhiều, tâm thần có một chút không chống đỡ nổi, vô cùng mệt mỏi. Thủy thần, trong mắt Ngụy Thâm Mạt tràn đầy hổ thẹn, đứng dậy chắp tay nói, bôn ba vì thiên hạ thương sinh, vất vả cho thủy thần rồi. Bạch Trạch quay đầu không đành lòng nhìn thẳng, trong mắt Kim Sĩ Đại Bằng ở một bên tràn đầy sùng bái, Thanh Hưu cũng là có một chút tán thành gật đầu. Ở trên chuyện cứu vớt thương sinh này, Lý Trường Thọ xác thực có được kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lý Trường Thọ cười khổ nói, trước tiên nói chính sự, ta cũng không phải là đang bán thảm. Lần kia ta ngủ thiếp đi ở trong sương mù, tâm thần cũng buông lỏng xuống, có một tia lực lượng thiên đạo thừa lúc vắng mà vào, ngưng ra hình ảnh như thế này ở trong đáy lòng ta. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, lòng bàn tay tuôn ra mây mù nhàn nhạt, trong đó hiện ra tình hình bản thân thấy trong mộng. Hồng Liên cùng với lão đạo, Ngụy Thâm Mạt buồn bực nói, khi đó, vì sao thủy thần không đi diệt trừ Hồng Liên này? Ta lo lắng là đại kiếp đang cố ý dẫn dụ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hơn nữa đang vội vàng tổ kiến tiên minh, cũng không phân thân nổi, nếu muốn hủy đi Hồng Liên như vậy, thiên đạo trực tiếp hạ xuống thiên phạt là được, sao phải cần ta ra tay? Ngụy Thâm Mạt rất tán thành, gật đầu thở dài, thủy thần xác thực thiếu phương pháp phân thân. Bạch Trạch lại nói, sự tình thiên đạo chỉ thị, còn có thể không quan tâm như thế. Lý Trường Thọ thở dài, hai lần, công đức đều không có trả, mỗi lần làm chuyện gì, đều thiếu đi mấy phần hứng thú. Ầm ầm. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, Lý Trường Thọ nhanh chóng đổi giọng, vì thiên địa ổn định, vì sinh linh an khang, dù không có công đức thì như thế nào. Bạch tiên sinh, không cần nhắc lại sự tình công đức nữa. Chòm râu dê của Bạch Trạch run run một hồi, sau đó cúi đầu tiếp nhận, ánh mắt có một chút ít u oán. Ngụy Thâm Mạt lôi chủ đề trở lại bên trên chính sự, lo lắng hỏi, đã tìm không thấy tung tích Hồng Liên, chúng ta phải ứng đối với cục diện trước mắt ra sao? Bây giờ càng ngày có càng nhiều luyện khí sĩ chạy đến huyết hải, không ngừng xung đột cùng với Tu La tộc, chậm trễ nhiều thêm mấy ngày, thế cục chỉ sợ là sẽ mất khống chế. Lý Trường Thọ nói, nguyên soái đừng vội, nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo, không thể bối rối. Thứ nhất, phải tiếp tục tìm kiếm tung tích Hồng Liên, sau đó chúng ta đi gặp địa tạng cùng với đế thính một lần. Xem thử thần thú có thể nghe tiếng lòng sinh linh tam giới, có thể mang đến một chút tin tức tốt cho chúng ta hay không. Thứ hai, thiên đình cần phát ra bố cáo đối với bên ngoài, che chở địa phủ. Huyết hải có thể loạn, nhưng địa phủ chính là nơi luân hồi, tuyệt đối không thể sinh loạn. Thứ ba, chính là nghĩ biện pháp kéo tiên xiển giáo cùng với tiên tiệt giáo đến với nhau, nói việc này ra, bàn một chút điều kiện. Đầu tiên phải bảo đảm, đóa Hồng Liên này sẽ bị thiên đình cùng với đạo môn khống chế, muốn hủy hay muốn giữ thì sẽ tiến hành thương nghị. Việc này không nên chậm trễ, nguyên soái, ta sẽ đi đến Luân Hồi Tháp tìm đế thính. Ta cũng đi cùng. Ngụy Thâm Mạt đứng dậy, Luân Hồi Tháp dù sao cũng không xa. Lý Trường Thọ thoải mái đáp ứng, quay người liền. Liền, có một chút nghiêng đầu không hiểu. Chỉ thấy, Bạch Trạch vẫn luôn duy trì bộ dáng thụy thú, lúc này đang bước đi Bạch Trạch yêu nhã, quanh người tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang rực rỡ lấp lóe trên đỉnh đầu. Thụy thú thượng cổ, Su Cát Tị Hung, thập đại yêu soái, thực sự có thể nói là tọa kỵ hàng đầu đại hiền lựa chọn. Đi ra ngoài nếu như ngồi bên trên lưng thụy thú này, cho dù nói chuyện gì, một chữ một câu cũng đều là chân ngôn. Đây chính là chỗ nổi bật. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười khẽ, vừa muốn cất bước tiến về phía trước, bên cạnh ánh vàng lấp lóe, đã thấy Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành bản thể dài 2 trượng, sau lưng ngưng tụ thành một chiếc bồ đoàn màu ngọc bích. Con của Thủy Phượng, nắm giữ tốc độ cực nhanh, nguyên soái thiên đình, thật sự không hổ là lựa chọn hàng đầu của tọa kỵ cấp tốc. Đi ra ngoài nếu ngồi trên lưng kim bằng này, ngàn vạn dặm chớp mắt liền qua, giết địch ngàn vạn trong lúc nói cười. Chỗ nổi bật chính là tốc độ cực nhanh. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Bạch Trạch mặt đối mặt,
trong mắt Kim Sĩ Đại Bằng mang theo tôn kính cũng mang theo một cỗ so đấu, trong mắt Bạch Trạch vô cùng tự tin. Lý Trường Thọ trầm mặc, thực sự, tọa kỵ xuất hiện tình tiết Tu La Tràng là hắn thực sự không nghĩ tới. Một người là túi khôn, một người là võ tướng, hắn muốn tọa kỵ nào? Lúc này nên chọn như thế nào? Cũng không thể tách làm đôi. Khục. Lý Trường Thọ làm bộ tằng hắng một cái, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng trâu kêu nhẹ nhàng. Bỏ. Đã thấy Thanh Ngưu vẫn luôn bảo trì bộ dáng tráng hán, vào giờ phút này hóa ra bản thể, nói một tiếng đối với Lý Trường Thọ, thánh nhân lão gia có đãi ngộ mới, có muốn trải nghiệm một chút không? Lý Trường Thọ cười khẽ, chắp tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhảy tới bên trên lưng Thanh Ngưu, cũng coi như tạm thời giải vây cho Lý Trường Thọ. Trước mắt ánh vàng lấp lóe, hào quang thu liễm, lại là Bạch Trạch cùng với Kim Sĩ Đại Bằng đồng thời khôi phục hình người, bèn nhìn nhau cười, cùng nhau dùng tay làm dấu mời. Chuyện này khiến Ngụy Thâm Mạt vốn còn đang do dự không biết chọn trái hay phải, xoa chóp mũi có chút ngượng ngùng, chỉ có thể cưỡi mây đi theo. Chương 1006, có một chút phiền phức. Trung Thần Châu, trong kim quang động tại Càn Nguyên Sơn. Hai đóa mây trắng bay nhanh mà đến từ phương hướng Tây Bắc, trên đó chở hai vị lão đạo, một người là Xích Tinh Tử, một người là Hoàng Long Đạo Nhân. Vào tới đại trận Hộ Sơn, chạy tới phía trước kim quang động, trong động đã có ba đạo thân ảnh ra đón. Thiếu niên Linh Châu Tử nhanh nhẹn tiến về phía trước làm lễ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trầm mặc ít nói khẽ nhíu mày. Thái Ất Chân Nhân một thân áo bào đỏ hết sức dễ thấy, khóe miệng mang theo ý cười bất đắc dĩ. Dường như đã sớm đoán được Xích Tinh Tử sẽ tới nơi đây, thở dài, sư huynh, ngươi quả nhiên vẫn đã đến rồi. Xích Tinh Tử nghiêm mặt nói, sư đệ ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra? Đơn giản chính là thập nhị phẩm Hồng Liên. Thái Ất Chân Nhân cong khóe miệng lên, đầu tiên phải nói trước, ta cùng với Lý Trường Canh cũng không tính là quá quen, quan hệ cũng không quá bền chặt, đừng có nhờ ta đi thuyết phục hắn. Xích Tinh Tử nghe vậy khẽ cau mày, nói, việc này đầu tiên là có quan hệ đến giáo vận của xiển giáo chúng ta, thứ hai là quan hệ đến thiên địa an ổn, nhất định phải thận trọng đối đãi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại nói, chúng ta không thiếu trọng bảo trấn áp giáo vận. Xích Tinh Tử lại nói, nhưng theo ý tứ của Đại sư Huynh, lần đại kiếp nạn này, cho dù Tây Phương giáo hủy diệt toàn bộ, cũng không đủ để lấp kiếp vận. Hoàng Long thở dài, việc này thật sự có một chút phiền phức. Thái Ất Chân Nhân lạnh nhạt nói, chúng ta lại không thiếu bảo vật, đứng ngoài quan sát là được. Thật sự muốn đấu pháp với tiệt giáo, đối mặt với nhau, đoạt một cái tiên cơ, mắng một ít ngữ điệu thô bỉ, những chuyện này đều không có gì đáng trách, đạo hữu chết bần đạo không chết. Nhưng âm thầm chơi ngáng chân tiệt giáo, chuyện này liền có một chút, ách. Đại sư huynh có phải hay không cũng bị phó giáo chủ Nhiên Đăng ảnh hưởng đến. Ở giữa chúng ta cùng với tiệt giáo, thật sự nhất định phải ngươi chết ta sống. Xích Tinh Tử im lặng, Hoàng Long Chân Nhân muốn giải thích, nhưng nghĩ tới năm tháng chính mình cùng với Triệu Công Minh uống rượu làm vui, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, lúc này đừng có truyền tin cho Trường Canh, bằng không sẽ khiến cho Trường Canh khó xử. Vì sao? Xích Tinh Tử nói, trước khi tới Vi Huynh đã viết một lá thư, dùng Ngọc Phù đưa đến U Minh Giới, vậy thì còn đấu cái gì? Thái Ất Chân Nhân không nhịn được phàn nàn một câu, bất cứ ai có thể phân định thắng thua đều bị đẩy đến tiệt giáo. Hả? Xích Tinh Tử hơi không rõ. Ai? Ngọc Đỉnh Chân Nhân buông tiếng thở dài, xem ra chỉ có đi đến U Minh Giới một chuyến. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu Đông Hải, sương mù ngàn dặm bao phủ Tam Tiên Đảo. Mây gió ấm áp, lối đi quanh co tỏa hương thơm. Trong một tòa đình nghỉ mát trên Tam Tiên Đảo, bảy đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, thuần một sắc đại đệ tử thân truyền tiệt giáo. Biểu tình của các tiên vào giờ phút này không hoàn toàn giống nhau. Đa Bảo Đạo Nhân là bình tĩnh nhất, cười híp mắt bưng một chén trà nóng chậm rãi nhấm nháp. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu hơi có vẻ vội vàng sao động, một trước một sau đi qua đi lại ngay trong đình nghỉ mát. Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở góc đình nghỉ mát, tóc mây xõa ra, người mặc váy mỏng nhẹ, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, nhưng không biểu lộ nhiều cảm xúc, lúc nào cũng ôn nhu nhìn chăm chú vào hai muội muội của chính mình. Quỳnh Tiêu mặc váy dài vàng nhạt, Bích Tiêu mặc váy ngắn áo nhỏ, còn có Quy Linh Thánh Mẫu thích mặc váy xanh nhạt. Ba nàng tiên tụ tập ở hai bên bàn đá ở giữa đình nghỉ mát, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu đang đánh cờ, Quy Linh Thánh Mẫu đang ở bên cạnh chỉ trò. Biểu tình của ba người các nàng là buông lỏng nhất,
dường như sự tình ở nơi đây không có quan hệ gì với các nàng. Âm thanh đánh cờ cộc cộc thanh thúy, xen lẫn với tiếng thì thầm của chim và côn trùng trong gió, khiến khoảnh khắc này trong đình nghỉ mát khá yên bình. Ở bên ngoài đình nghỉ mát, Triệu Công Minh quay người muốn nói chút gì đó, nhưng hé miệng chỉ là phát ra một tiếng thở dài, tiếp tục chắp tay sau lưng dạo bước. Đôi mắt đẹp của Quỳnh Tiêu nhìn chăm chú vào ván cờ, ngón tay nhỏ nhắn cầm một quân cờ, cười nói, đại ca muốn nói gì thì cứ nói. Chúng ta ở đây là để bàn biện pháp đối phó, nếu cái gì cũng không nói, vậy thì làm sao có thể thương lượng? Ai? Triệu Công Minh thở dài, việc này có thể nói như thế nào? Giao tình của Trường Canh cùng với chúng ta không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử nhân giáo, lại phải chấp trưởng lần đại kiếp nạn này. Ta kỳ thật biết được, Trường Canh vẫn luôn lo lắng chúng ta nhập kiếp, phàm là có sự tình vớt công đức, đều sẽ kêu ta và ngươi cùng nhau đi, chính là để có nhiều thêm một chút bảo hộ ở bên trong đại kiếp. Hắn đã làm đủ nhiều vì Tiệt giáo chúng ta cũng không thể mọi thứ đều ỷ lại Trường Canh. Quy Linh Thánh Mẫu mặc một thân váy mỏng xanh nhạt ngạc nhiên nói, còn có chuyện nhặt công đức tốt như vậy. Quỳnh Tiêu liếc mắt, biểu tình cùng với Bích Tiêu không có sai biệt, bên trong ghét bỏ mang theo một chút đắc ý. Quỳnh Tiêu nói, ta dù sao cũng không có gặp được mấy lần. Bích Tiêu nói, đúng thế, đệ tử nhân giáo đều rất bất công. Bên cạnh, Đa Bảo đạo nhân cười đến híp cả mắt, vừa định trêu chọc hai câu, lại vô thức liếc nhìn Vân Tiêu. Nhịn một chút, nhịn một chút. Thân là đại sư huynh Tiệt giáo, nên chú ý đến phong thái và tính nghiêm cẩn trong lời nói của chính mình. Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận ngẫm nghĩ, nhỏ giọng hỏi, chúng ta không phải thương lượng đoạt đóa huyết hải hồng liên kia như thế nào sao? Vì sao lại trở thành xoắn suýt ở chỗ của Trường Canh sư đệ? Triệu Công Minh giải thích, nếu sự tình hồng liên kia là thật, chúng ta nhất định phải giành giật một hồi. Ở phía xiển giáo tám thành cũng sẽ ra tay tranh đoạt, điểm ấy là không có gì đáng trách. Không có đạo lý chỉ có Tiệt giáo chúng ta được tranh đoạt bảo vật như vậy. Kể từ đó, thái độ của Trường Canh liền trở nên rất quan trọng. Không sai. Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh tiếp một câu, khoanh tay ngọc tựa ở trên lan can một bên. Dáng người mảnh mai của nàng tự có mấy phần quyến rũ tự nhiên, đáng tiếc là đã bị phần uy áp trên người kia che lấp hoàn toàn. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói, không cộng sự cùng với Trường Canh, sẽ rất khó cảm nhận được chỗ lợi hại của hắn. Liệu địch tiên cơ, đánh giá kẻ địch, lại cho ra phương pháp ứng đối chu toàn, coi như là đối mặt với thánh nhân tinh kế, cũng có thể dựa vào sự nhanh trí của bản thân để ứng đối. Nhân vật như vậy, lại có thể tùy thời mượn vài kiện trí bảo hộ thân của Thái Thanh Sư Bá, bản thân càng là có được cân bằng đại đạo quỷ thần khó lường. Hiện tại còn là người chủ đạo đại kiếp, quyền thần nhất ngôn cửu đỉnh bên trong thiên đình. Thậm chí, thái độ của vị sư đệ này, từ một trình độ nào đó chính là thái độ của đại sư bá. Nếu hắn bị phía xiển giáo tranh thủ, chúng ta muốn đoạt được đóa hồng liên kia trấn áp giáo vận, cơ hội sẽ trở nên vô cùng xa vời. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1007, nói thật tiêu sái. Quy Linh Thánh Mẫu hé miệng chớp mắt, trầm tư một hồi. Bích Tiêu nhỏ giọng thầm thì, chuẩn tỷ phu đã lợi hại như vậy sao? Đại tỷ. Quỳnh Tiêu nói, ở trong thư mà tỷ gửi cho hắn vừa rồi, đã nói cái gì rồi? Vân Tiêu ôn nhu nói, chỉ nói hắn không nên khó xử, dùng lập trường của đệ tử nhân giáo phán đoán việc này, chớ bởi vì tư tình mà ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân. Nghe lời này, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, có một chút bất mãn đối với chuyện này. Hỏi liên tiếp, Vân Tiêu sư muội, tư tình hẳn là liền không quan trọng sao? Hắn và ngươi vốn là đạo lữ sắp thành, vì sao không thể nhờ vào đó tranh thủ làm cho hắn dựa về hướng Tiệt giáo chúng ta? Ngươi là đệ tử thánh nhân Tiệt giáo, hắn là đệ tử thánh nhân nhân giáo, nếu được ông trời tác hợp cho. Nhân giáo cùng với Tiệt giáo vốn sẽ càng gần thêm một chút, làm sao lại không thể kiếm một chút chỗ tốt từ chỗ của hắn? Vân Tiêu tiên tử nói khẽ, sư tỷ có lẽ không biết, ta kết bạn với hắn. Không mưu đồ, không vì gì, chỉ là cảm thấy vui vẻ khi gặp nhau. Bởi vì ta, hắn vốn đã làm quá nhiều sự tình không nên làm, ta làm sao có thể lấy đoạn tình này, khiến cho hắn đi chệch hướng. Trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu hiện ra một chút kiên quyết, sư muội, ngươi hẳn là chỉ lo cho tình cảm giữa hai người, lại không để ý đến tình nghĩa sư môn. Nhi nữ tư tình là nhi nữ tư tình,
Tình nghĩa sư môn là tình nghĩa sư môn, tại sao phải lẫn lộn với nhau? Vân Tiêu đứng dậy, váy dài thuần trắng uyển chuyển như nước chảy, không để lại nửa nếp gấp. Trong giọng nói ôn nhu của nàng lại mang theo một cỗ kiên định không nhường chút nào, đúng như những gì ta nói trong thư, sau đó nếu đại sư huynh có lệnh, ta và ngươi cùng đi vào bên trong huyết hải tìm kiếm thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên, ta tự nhiên sẽ làm sự tình mà một vị đệ tử tuyệt giáo nên làm. Nếu dùng tư tình loạn tình nghĩa, hoặc dùng tình nghĩa loạn tư tình, vậy thì ta sẽ không làm được. Kim Linh Thánh Mẫu lại muốn mở miệng, Triệu Công Minh cùng với Đa Bảo Đạo Nhân nhanh chóng tiến về phía trước, gần như đồng thời ngăn cản. Triệu Công Minh vội nói, ta cảm thấy nhị muội nói có đạo lý, nhưng Kim Linh nói cũng không sai. Hai vị sư muội đừng có cãi lộn, đừng có cãi lộn. Đa Bảo Đạo Nhân cười nói, hiện tại Hồng Liên còn chưa xuất thế, nói không chừng toàn bộ chuyện này chính là giáo chủ Tây Phương giáo tinh kế, làm cho chúng ta và xiển giáo nổi lên tranh chấp. Bích Tiêu khẽ hừ một tiếng, xiển giáo cũng không thiếu bảo vật trấn áp giáo vận, tranh cái gì với chúng ta chứ? Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, bọn họ tất nhiên là không muốn thấy chúng ta sống yên ổn. Trước đây ta phái mấy vị đệ tử đi đến huyết hải tìm kiếm tung tích Hồng Liên, đều phát hiện ra tung tích của môn nhân xiển giáo. Nếu như đại kiếp nhất định phải tổn hại 3.000 tiên trường sinh đại giáo, xiển giáo tất nhiên là hy vọng số lượng 3.000 này đều rơi vào trên người tiệt giáo chúng ta cùng với Tây Phương giáo. Ai? Quỳnh Tiêu cầm quân cờ, nhẹ nhàng gõ vào gương mặt xinh đẹp của chính mình, ai lại muốn để cho chính mình hoặc là đồng môn chịu chết? Chuyện này cũng đều hợp tình hợp lý, cũng không thể quá trách cứ xiển giáo. Đa Bảo Đạo Nhân cười ha ha, ta nói này các vị có phải hay đang suy nghĩ quá xa? Hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì, liền nghĩ đến lợi ích khi đạt được Hồng Liên rồi. Theo như Vi Huynh nghĩ, đóa thập nhị phẩm Hồng Liên này, đạt được thì là tốt nhất, không đạt được cũng không sao. Dù sao thì cũng sẽ không làm cho cục diện bây giờ trở nên càng kém, sao phải nóng lòng như thế? Đại sư Huynh nói thật tiêu sái. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, cũng không nói thêm nữa. Vậy thì, Triệu Công Minh nói, mấy người chúng ta quá quen thuộc với Trường Canh, lần này cũng không cần trực tiếp lộ diện, tránh làm cho Trường Canh khó xử. Đại sư Huynh, Quy Linh sư muội, hai người các ngươi không bằng trước tiên đi đến U Minh giới, thương lượng việc này cùng với Trường Canh một chút. Xem chừng, ở phía xiển giáo cũng sẽ phái người tới. Ta cũng đi, có được không tỷ tỷ? Quỳnh Tiêu lên tiếng hỏi ý, không quên chậm rãi hạ cờ, chỉ thấy phong vân trên bàn cờ biến ảo, từng quân cờ làm từ ngọc tản mát ra tiên quang óng ánh. Ngũ Tử Liên Châu đã chiến thắng. Bích Tiêu ảo não vỗ trán, đây là đồ chơi đến từ Tiểu Quỳnh Phong, ngược lại là khiến cho bên trên Tam Tiên Đảo nhiều hơn không ít niềm vui thú. Vân Tiêu tiên tử suy tư đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Sáu vị đại đệ tử tiệt giáo thương nghị một hồi một lần nữa, cuối cùng quyết định do đại sư huynh tiệt giáo Đa Bảo Đạo Nhân mang đại đệ tử nội môn Quy Linh Thánh Mẫu, đại đệ tử ngoại môn Quỳnh Tiêu cùng nhau đi tới U Minh giới tìm Lý Trường Thọ thương nghị sự tình thập nhị phẩm Hồng Liên. Quỳnh Tiêu thay một chiếc váy dài đoan trang, nghiêm túc rửa mặt trang điểm, trông như một tiểu tiên tử thanh tú quyến rũ, dung nhan xinh đẹp vô biên. Đợi Quỳnh Tiêu thu thập thỏa đáng, Đa Bảo mở thổ động ra, Quỳnh Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu chui vào trong đó, ba người cấp tốc rời khỏi Tam Tiên Đảo, tiến đến U Minh giới. Vân Tiêu đi đến bên rìa đình nghỉ mát, ngắm nhìn chân trời, gió nhẹ thổi một lọn tóc xanh bên tai nàng. Bàn tay mỏng manh ẩn trong ống tay áo mềm mại đang nắm giữ đồng tiền ấm áp kia. Vân Tiêu sư muội, phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, lời mới rồi cũng không phải là bất mãn đối với ngươi, ta và ngươi quen biết nhiều năm, ta cũng biết tính tình của ngươi, đừng có để ở trong lòng. Vân Tiêu xoay người lại cười khẽ, đôi mắt đẹp đều là ý cười. Triệu Công Minh nói, cũng không biết sự tình thập nhị phẩm Hồng Liên này rốt cuộc là thật hay giả. Thời cơ xuất hiện không khỏi quá mức vi diệu, nhất định có người đang tính kế phía sau. Kim Linh Thánh Mẫu nói, hoặc là Tây Phương giáo, hoặc là vị thánh nhân nào đó, hoặc là nhân vật chúng ta không biết, không cần phải chủ quan. Vân Tiêu tiên tử tự lẩm bẩm, cũng không biết hắn sẽ ứng đối ra sao. Cùng với âm thanh lẩm bẩm, phần mong nhớ này từ ánh mắt nàng rơi vào trên mây, trôi về hướng chân trời, chuyển đến bên tai Lý Trường Thọ. Đinh, đinh đinh đinh. Tại Luân Hồi Tháp, trên bậc thang gỗ dẫn lên tầng cao nhất, chó lớn lông xanh đã co rút thân hình hơn phân nửa, đang bưng một khay đầy chén trà, run rẩy từng bước chậm rãi leo lên tầng cao nhất.
Đế Thính chạy tới bên người Lý Trường Thọ trước, dùng tiên lực dâng lên một ly trà, trong miệng cười ha ha, thủy thần đại nhân ngài uống trà, uống trà. Cái trán Địa Tạng nổi lên một sợi gân xanh. Sau đó, Đế Thính xoay người, chạy đến trước mặt Bạch Trạch ngồi xổm, hai cái chân trước nâng một ly trà, Bạch Trạch đại nhân, ngài uống trà, uống trà. Cái trán Địa Tạng nổi lên một đống gân xanh. Đế Thính vẫn chưa phát giác ra, dùng tiên lực giao hai chén trà cho Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Ngụy Thâm Mạt, ấm giọng nói, hàn xá đơn sơ, hai vị nguyên soái đại nhân vất vả. Hai vị thiên đình nguyên soái lên tiếng cảm ơn. Chương 1008, hỏi thăm. Rốt cuộc, Đế Thính toàn thân run rẩy, đem một chén nước trà cuối cùng, run rẩy nâng đến trước mặt Thanh Ngưu hóa thành tráng hán. Tiền, tiền bối, uống trà. Tọa kỵ trong tam giới đều muốn đạt đến cấp độ như ngài, có thể cõng thánh nhân lão ra đi khắp nơi uy vũ. Thanh Hưu bình tĩnh cười, tiếp nhận chén trà, đưa tay sờ sờ đầu Đế Thính. Trong nháy mắt, lông dài trắng xanh của Đế Thính đều nhuộm một chút hồng, cộc cộc chạy đến phía sau Lý Trường Thọ, toàn bộ thần thú đứng thẳng người lên, đấm lưng giúp thủy thần đại nhân. Ngụy Thâm Mạt nhíu mày nhìn một màn này, hơi có chút ngây ngốc. Đây chính là đầu Đế Thính kia. Thần thú có thể nghe tiếng lòng vạn linh tam giới. Soạt, soạt, soạt soạt. Còn có bên kia, thanh niên đạo sĩ đang mài dao kia, thật sự chính là chủ nhân luân hồi tháp, Địa Tạng. Ách, Ngụy Thâm Mạt không nhịn được vuốt vuốt mi tâm, hơi có chút không thích ứng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Đế Thính có biết sự tình Hồng Liên. Đế Thính vội nói, thủy thần đại nhân, sự tình Hồng Liên này hẳn là thật, nhưng tiểu thú cũng không biết. Hồng Liên này cụ thể giấu ở nơi nào? Trước đây Tây Phương Giáo điều tra tại Huyết Hải, có kết quả gì không? Lần này Tây Phương Giáo phái, khục, Địa Tạng dùng sức tằng hắng một cái, đoản đao trong tay sáng lên. Đế Thính run rẩy mấy lần, quay đầu trừng mắt nhìn chủ nhân nhà mình, sau đó nói tiếp, thủy thần đại nhân ngài chớ có để ý, chủ nhân nhà ta vẫn còn có cảm tình đối với Tây Phương Giáo. Ta sẽ tuyệt đối không nói cho thủy thần đại nhân ngài, Tây Phương Giáo trước sau phái mấy ngàn sinh linh, từ đệ tử thánh nhân đến hồng mông hung thú. Đại yêu nghiệp chướng, tiến vào bên trong huyết hải lục soát một hồi lâu, không tìm được chút gì đành phải rời đi. Sau đó mới có tin tức thập nhị phẩm Hồng Liên sắp xuất thế. Địa Tạng hừ một tiếng, cầm đoàn đao trong tay ném một cái, bình tĩnh nói, thủy thần ngày hôm nay không bằng ở lại ăn một bữa cơm. Bần đạo nghe nói Bạch Trạch tiên sinh có tay nghề nấu ăn rất giỏi, không biết đã làm mấy lần thịt thần thú kho tàu. Đế Thính nhếch miệng, bình tĩnh đi ra phía sau lưng Địa Tạng nằm xuống. Bạch Trạch mỉm cười, chuyện nấu nướng để sau. Địa Tạng đạo hữu đã xếp vào danh sách thiên đạo, sao lại vẫn tự coi mình là đệ tử Tây Phương Giáo? Nguyên bản cảm thấy tu đạo trường sinh là có thể tiêu dao, mãi cho đến hiểu thông thấu, quay đầu mới biết, hết thảy bất quá đều bắt nguồn từ hai chữ, bối cảnh. Địa Tạng chậm rãi nói, giống như thủy thần vậy, từ lúc bước vào một cánh cửa, tu một môn thần thông, đã là khắc lên lạc ấn không thể cởi bỏ. Rất nhiều phàm nhân, cả đời cuối cùng cũng không đi ra khỏi phạm vi mấy trăm dặm. Mà tiên nhân chúng ta, mặc dù có thể ngao du 3.000 thế giới, thậm chí là thăm dò hỗn độn hải, lại vẫn phải nhớ đến cội nguồn ở đâu như cũ, nếu không tâm liền sẽ loạn. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, đạo hữu gần đây xem ra là thật sự thanh nhàn, lại có nhiều cảm ngộ cuộc sống thần tiên như vậy. Hừ, Địa Tạng thu hồi ý cười, ngày hôm nay ta nhất định sẽ không giúp đỡ các ngươi tìm kiếm thập nhị phẩm Hồng Liên. Phải không? Ánh mắt của Lý Trường Thọ, Bạch Trạch, Thanh Hưu, Ngụy Thâm Mạt, Kim Sĩ Đại Bằng cùng nhau rơi xuống phía sau lưng Địa Tạng. Ở nơi đó, trong miệng Đế Thính ngậm một tấm thẻ gỗ, phía trên viết mấy chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo. Địa ngục, hung hồn nghiệp chướng, Hồng Liên đang hút nghiệp chướng. Địa Tạng quay đầu liếc nhìn, thẻ gỗ bên miệng Đế Thính bá một tiếng, bị Đế Thính nuốt vào trong miệng cực nhanh, bình tĩnh nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Ngươi đang ăn cái gì? Chủ nhân, vì biểu đạt kính ý của ta đối với Thanh Ngưu tiền bối, ta thử suy nghĩ bản lĩnh đặc thù của ngưu tộc, nhai lại một chút đồ ăn đã ăn xong lần trước. Trên mặt của Địa Tạng lập tức tràn đầy ghét bỏ, xê dịch vị trí sang bên cạnh. Lý Trường Thọ lại đứng dậy vào giờ phút này, cười nói, nếu Địa Tạng đạo hữu đã không chịu hỗ trợ, vậy thì quên đi, chúng ta đi thôi. Bốn vị cao thủ khác đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo từ đối với Địa Tạng cùng với Đế Thính. Địa Tạng cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần.
Rời khỏi luân hồi tháp, Lý Trường Thọ chính là nhíu mày suy tư một hồi, đang suy nghĩ về biện pháp Đế Thính đưa ra. Càng suy nghĩ càng cảm thấy phương pháp này thật sự khả thi. Nếu có thể ở bên trong 18 tầng địa ngục tìm được đủ nhiều hung hồn nghiệp chướng, lại có lực lượng hồn phách không quá mạnh, chẳng phải sẽ tương đương với việc tạo ra một dấu ấn cho cỗ lực lượng nghiệp chướng này sao? Sau đó, chỉ cần truy tìm hướng chảy của lực lượng nghiệp chướng, tung ra một ít hàng mẫu, có lẽ liền có thể tìm được tung tích của thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên. Dù sao cũng tốt hơn là chờ đợi ở đây. Ngụy Thâm Mạt hỏi, nhắc nhở mà Đế Thính cho kia là có ý gì? Lý Trường Thọ mỉm cười giải thích biện pháp vừa suy nghĩ bằng ngôn ngữ tu đạo Hồng Hoang, ngoại trừ Bạch Trạch, ba người khác đều lộ vẻ mặt giật mình. Thanh Hưu cười nói, Đế Thính này còn rất thông minh, hẳn là Địa Tạng đang nhắc nhở chúng ta. Lý Trường Thọ nói, chỉ là Địa Tạng vẫn có cố chấp của chính mình không muốn buông ra, cho nên mới mượn tay của Đế Thính. Ngụy Thâm Mạt cười nói, vì sao không thể là Đế Thính tự tiện làm chủ? Nguyên soái. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, tấm thẻ gỗ kia cũng không có nửa điểm cấm chế, Địa Tạng dù sao cũng có tiên thức. Ngụy Thâm Mạt vỗ trán, phần lớn nụ cười là cảm khái. Đi thôi, chúng ta đi tới 18 tầng địa ngục. Lý Trường Thọ dứt lời, nhìn về phía lưu quang xẹt qua trên không phong đô thành, cười nói, chia làm hai đường đi, mấy vị sư huynh xiển giáo đã đến. Làm phiền Bạch Tiên Sinh và Kim Bằng cầm lệnh bài của ta, đi chọn lựa hồn phách nghiệp chướng thích hợp, ta ở chỗ này tiếp đãi mấy vị sư huynh. Được, lão sư yên tâm. Bạch Trạch cùng với Kim Sĩ Đại Bằng từng người đáp ứng một tiếng, quay người chạy tới luân hồi đảo trong phong đô thành. Mấy đạo lưu quang bay tới kia hóa thành bốn đạo thân ảnh, chính là Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, mà trong tay áo Thái Ất Chân Nhân còn bay ra một đạo thân ảnh, lại là Linh Châu Tử cũng đi theo. Hoàng Long Chân Nhân dường như là sợ không khí xấu hổ, vừa xuống đất liền bắt đầu cười to, phát huy lễ nghi xã giao Hồng Hoang vô cùng tinh tế. Hai bên cùng nhau làm lễ, Ngụy Thâm Mạt cùng với Thanh Ngưu đứng sau lưng Lý Trường Thọ, cũng không che giấu sự hiện diện của mình. Xích Tinh Tử liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân lại là chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, hoàn toàn không mở miệng nói. Lý Trường Thọ chủ động nói, mấy vị sư huynh, có phải là đến vì sự tình Hồng Liên? Không sai. Xích Tinh Tử lộ ra ý cười ôn hòa, vừa mới muốn tiếp tục mở miệng, không gian bên người mấy người bọn họ đột nhiên sập ra một cái hố tròn, ba đạo thân ảnh lập tức nhảy ra từ trong đó. Đạo nhân hơi mập ở phía trước nhất kia bình tĩnh cười một tiếng, đến sớm không bằng đến đúng lúc, đây thật sự là vừa vặn. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1009, đây cũng không phải là một việc. Xích Tinh Tử hơi nhíu mày, lập tức cùng với mấy vị tiên xiển giáo hành lễ, miệng nói đa bảo sư huynh. Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Quỳnh Tiêu cũng không tiến về phía trước làm lễ, chỉ là gật đầu ra hiệu. Người đại biểu cho xiển tiệt tam giáo, liền gặp mặt vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy. Mặc dù trời không có một hạt mưa, nhưng bầu không khí xác thực không được tính là quá hòa hợp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ châm trước một hồi, vừa muốn mở miệng mời mấy người đi đến Đại Danh Thiên Binh cùng ngồi đàm đạo. Trường Canh sư thúc, Linh Châu Tử chủ động nhảy đến trước mặt Lý Trường Thọ, lộ ra nụ cười ngây thơ lại rực rỡ, ta muốn trở về thiên đình tiếp tục tu hành một thời gian. Không tồi, Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Linh Châu Tử, cổ vũ y nói, không quên tiến tới, đạt được chính quả. Thái Ất Chân Nhân cong khóe miệng lên, quả nhiên, bồi dưỡng đồ đệ liền giống như nuôi con gái vậy, ban ngày ban mặt cũng đều có thể bị bắt cóc. Xích Tinh Tử lập tức lộ ra một chút ý cười. Ba vị tiên nhân tiệt giáo cùng nhìn nhau vài lần, từng người cảm nhận được từng chút áp lực. Đúng lúc này, Quỳnh Tiêu mặt mày mỉm cười, động tác rất tự nhiên nhảy đến trước mặt Lý Trường Thọ. Khẽ khom người đối với Lý Trường Thọ, hai bàn tay lại rất tự nhiên nhô ra, kéo lại cánh tay của Lý Trường Thọ. Đôi môi và hàm răng trắng khẽ rung lên, giọng nói khéo léo uyển chuyển truyền ra, tỷ phu, ta cũng muốn đi đến thiên đình chơi đùa. Lý Trường Thọ toàn thân cứng đờ, từng cây lông tơ dựng thẳng, muốn tránh ra lại không thể tránh, lúc này mỗi cái động tác của chính mình cũng có thể bị diễn giải quá mức. Cái trán Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân treo đầy vạch đen, vô thức nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân. Đi lên, không thể thua. Thái Ất Chân Nhân lập tức lui lại nửa bước,
trốn ra sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân, trong miệng toát ra một câu, muốn cái gì chứ, Hằng Nga cũng không phải tỷ của ta. Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy khóe miệng, cảm thấy chính mình không hiểu liền bị bao vây, cái trán treo chữ ngụy. Hai bàn tay nhỏ bé nhìn như ôm cánh tay hắn, lúc này đang dùng lực nhéo mạnh. Cũng may, lúc này hoạt động ở bên ngoài chỉ là đạo nhân giấy bản thể cao cấp. Bản thể tránh ở bên trong tay áo của một cỗ đạo nhân giấy khác bên trong tay áo cỗ đạo nhân giấy này, không có một chút cảm giác đau nào. Yên tĩnh. Bên trong chủ trướng đại doanh thiên binh, Ngụy Thâm Mạt ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, ánh mắt nhìn trái phải, tiên lực vận chuyển cũng đều đang tận lực chậm dần, sợ gây ra động tĩnh phá vỡ lúc yên tĩnh này. Ngoài chủ trướng, mấy vị thiên tướng làm bộ đi ngang qua, cũng bí mật quan sát tình hình nơi đây. Một phương xiển giáo cùng với một phương tiệt giáo ngồi trái phải đối diện, lúc này tất nhiên là lấy Đa Bảo đạo nhân làm chủ. Mà chỗ ngồi đối diện với Đa Bảo đạo nhân trống không, dự kiến là Quảng Thành Tử đang cưỡi ngựa ở trên đường chạy tới. Đương nhiên, Hồng Hoang không lưu hành thần thông biến đám mây thành ngựa. Lý Trường Thọ chuyển bồ đoàn, ngồi ở chính giữa trướng, thừa nhận áp lực mà ở tuổi của hắn vốn không nên thừa nhận. Nếu như đám hùng trại ngu ngơ kia ban đầu không có gây sự lập ra Hải Thần giáo cái gì, nếu như chính mình lúc trước không có ôm đùi Đại Pháp Sư, chính mình hiện tại hẳn là một vị kim tiên có thực lực hơi cường đại, vô lự vô ưu tiêu dao sống qua ngày tại Tiểu Quỳnh Phong. Chuyện cần phải cân nhắc cũng chỉ là ngụy trang bản thân như thế nào, đùa giỡn Nga nào đó, trồng chút hoa, trồng chút cây, luyện chế hùng tâm đan, những chút độc long tử. Nào giống như bây giờ, ngồi ở giữa hai cái thế lực tiên đạo lớn nhất tam giới, nghĩ cách làm sao cân bằng hai giáo, để cho mọi người tận lực đừng đánh nhau. Hai luồng khí như cối xay kia đang chèn ép thể phách thận trọng của hắn từng chút một. Lại nghĩ tới vừa rồi, lúc hắn lựa chọn ngồi ở giữa hai giáo, Quỳnh Tiêu thuận thế lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xuống, thật sự đã dọa cho hắn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Em vợ và anh rể vốn là dễ dàng gây ra lời đồn. Liên quan tới lời đồn Hằng Nga, Lý Trường Thọ thực sự có tự tin, một lúc sau liền có thể tự sụp đổ. Nhưng lời đồn liên quan tới em vợ, đây chính là khó mà rửa sạch, rất dễ dàng làm Vân Tiêu mất phân tắc, thật sự sinh ra hiểu lầm. Lý Trường Thọ nói hết lời, cuối cùng đã dụ dỗ được Quỳnh Tiêu đi đến bên cạnh Quy Linh Thánh Mẫu. Quỳnh Tiêu kỳ thật không quen cùng với hắn, lần này nàng cố ý thân cận, thành phần thị uy đối với xiển giáo chiếm đa số. Khục. Trong sự an tĩnh, Bạch Trạch không nhịn được đứng dậy, phân biệt vái chào đối với Đa Bảo đạo nhân, Xích Tinh Tử, cười nói, ngày hôm nay các vị đến đây, không biết cụ thể cần làm chuyện gì. Chúng ta cũng không thể ở đây suốt, mọi thứ đều có thể thương lượng, nhưng phải mở miệng nói vài lời trước. Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì. Lớn, chính là đã lâu không gặp Trường Canh, tới đây dạo chơi, thuận tiện tìm tòi bảo vật. Các sư đệ xiển giáo cũng có phần có hứng thú đối với Huyết Hải Hồng Liên. Xích Tinh Tử nặn ra một nụ cười, trầm ngâm vài tiếng, nói, xưa kia, bàn cổ thần khai thiên địa, hỗn độn thanh liên gặp nạn, mấy khỏa hạt sen rơi về bên trong các nơi thiên địa, hóa thành vài đóa thập nhị phẩm hoa sen. Hồng liên này thu nạp vô tận nghiệp chướng, nếu xuất thế thế tất sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Không bằng hãy hủy đi. Quỳnh Tiêu nghiêm mặt, giòn tiếng nói, đạo huynh nói chuyện như vậy liền có một chút không đúng. Bảo vật vì sao lại phân thiện ác tốt xấu? Thập nhị phẩm kim liên của Tây Phương giáo chính là công đức kim liên, đối lập nhau cùng với nghiệp chướng hồng liên. Tây Phương giáo bọn họ dùng công đức kim liên trấn áp giáo vận, như ngày bình thường trộm đạo, làm ác khắp nơi. Hẳn là, bọn họ làm chuyện ác, nhưng bởi vì được công đức kim liên che chở, liền trở thành chuyện tốt. Xích Tinh Tử tiếp tục trầm ngâm, lại là không trả lời được. Hoàng Long chân nhân nói, đây cũng không phải là một việc. Không phải là một việc, đạo lý lại là đạo lý như vậy. Quỳnh Tiêu xoay chuyển lời nói, tỷ phu ngươi nói xem có phải không. Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười cười, chậm rãi gật đầu, nói, như vậy. Chúng ta ở đây thương lượng, coi như thương lượng ra kết quả gì, chỉ sợ cũng khó thuyết phục người khác. Không bằng, ta dùng danh nghĩa đệ tử chấp trưởng giáo vụ nhân giáo, mời các sư huynh sư tỷ xiển giáo, tiệt giáo, cùng nhau đi đến rìa Huyết Hải, thương thảo sự tình có quan hệ với đóa thập nhị phẩm nghiệp chướng hồng liên kia. Ta nhất định sẽ cố gắng điều giải việc này, đưa ra cho các vị một câu trả lời tương đối công bằng, thấy thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi thở dài, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ tràn đầy kính nể. Kim Sĩ Đại Bằng ở bên cạnh lau lau khóe mắt,
chắp tay sau lưng ngửa đầu than nhẹ, cuối cùng vẫn là lão sư chống đỡ hết thảy. Lý Trường Thọ trầm mặc, cũng không có cao thượng như vậy. Đây chỉ có thể coi là chính mình ngày bình thường có thể mời được một số lớn cao thủ hai giáo trợ trận là cái giá cần phải bỏ ra. Chương 1010, quan điểm chủ yếu. Đa Bảo đạo nhân cười nói, không cần thông báo cho người khác, bần đạo vừa mới rồi đã phát tin tức ra, bảo các sư đệ sư muội nhàn rỗi vô sự mau chóng đi tới nơi đây tụ hợp. Xích Tinh Tử cũng nói, mấy người Quảng Thành Tử sư huynh đã là ở bên trên đường đi, bên này cũng không cần gọi nhiều. Lý Trường Thọ có một chút run rẩy khóe miệng. Các ngươi vừa gặp mặt liền trực tiếp bắt đầu gọi người. Ngày hôm nay không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ là sẽ thật sự đánh nhau. Vì ổn thỏa, trước tiên phải tỏ rõ mình là người can ngăn, còn có thể can ngăn thành công hay không, vậy thì phải xem vào năng lực của chính mình. Thái Ất Chân Nhân cười nói, Tiệt Giáo danh xưng vạn tiên triều bái, tất nhiên là người đông thế mạnh, Đa Bảo sư huynh, cũng đừng gọi tới 1.800 đệ tử thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân cười không nói, mặc dù rất muốn nói một câu Tiệt Giáo chúng ta hứa hẹn sẽ không ưu tiên xuất động Vân Tiêu sư muội, nhưng cân nhắc đến uy nghiêm của đại sư huynh, lời này không nên nói thì vẫn thỏa đáng hơn. Quỳnh Tiêu xoay động nhãn châu, đứng dậy, nhỏ giọng gọi, tỷ phu, ta đi giúp ngươi pha ly trà. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu mỉm cười chớp mắt, làm cho Lý Trường Thọ nơm nớp lo sợ một hồi. Đây cũng không phải là an phận. Bạch Trạch kịp thời đứng dậy, cười nói, Quỳnh Tiêu tiên tử ở đây nghỉ ngơi là được, làm sao có thể để tiên tử động thủ. Bần đạo đi pha trà làm chút điểm tâm, các vị hãy chờ một lát. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch tiên sinh ra sức. Quỳnh Tiêu phình má, mất hết cả hứng ngồi trở về ghế ngồi của mình, tiếp tục buồn bực ngán ngẩm. Yên tĩnh. Vẫn là loại này, ngay cả khi không có tiếng động nào khác, cũng có thể làm cho Lý Trường Thọ tự tưởng tượng ra sự yên tĩnh trong buổi chiều mùa hè ve kêu. Lại qua một hồi, Bạch Trạch bưng một mâm lớn đồ ăn nhẹ tinh xảo, đưa đến trước mặt hai vị tiên tử, liền phong độ lui về góc. Ngụy Thâm Mạt nhỏ giọng hỏi, Thủy Thần, nếu không thì chúng ta phá hủy chủ trướng, khiến cho nơi này rộng hơn. Đúng vậy, sau này sẽ có nhiều người hơn, nơi đây quả thật có một chút quá chật. Lý Trường Thọ đứng dậy, cười nói, Luân Hồi Tháp ngược lại là một chỗ không tồi, không chúng ta hãy đi đến nó. Đa Bảo đạo nhân nói một tiếng thiện, mấy vị tiên nhân xiển giáo cũng không có ý kiến. Thế là, ở dưới tiền đề không có được Địa Tạng đồng ý, các tiên nhân đạo môn rất tự nhiên liền chiếm đoạt Luân Hồi Tháp tầng cao nhất. Cùng với sử dụng bí pháp giới tử không gian để tạm thời biến không gian trên cùng vốn dĩ không rộng rãi thành một đại sảnh nguy nga. Không bao lâu, tiên nhân hai giáo bay đến nơi này. Thập nhị kim tiên xiển giáo có 8 vị đến, Phúc Đức kim tiên có 4-5 vị hiện thân, đệ tử thánh nhân, môn nhân bình thường cũng tới mấy chục người. Mà Tiệt Giáo thì tương đối phức tạp hơn, phần lớn là phân chia theo tiên đảo, tụ thành tốp chạy đến, Kim Ngao đảo đến 200, Cửu Long đảo đến 80, Bồng Lai đảo đến 100, vân vân. Lý Trường Thọ nghĩ đến chuyện Tiếu Lâm nào đó ở kiếp trước, ngươi không bao giờ biết được có bao nhiêu tên côn đồ có thể đi xuống trên một chiếc xe ô tô 5 chỗ. Đặt ở thế giới hồng hoang này, chuyện Tiếu Lâm này cũng thông dụng, vĩnh viễn cũng đừng vội kết luận, một đóa mây trắng bay ra từ đạo trường Tiệt Giáo có thể chở bao nhiêu tiên nhân. Đệ tử Tiệt Giáo cũng hơi quá nhiều một chút. Lý Trường Thọ không khỏi muốn hỏi, coi như đóa thập nhị phẩm hồng liên kia bị Tiệt Giáo lấy đi, thật sự có thể trấn trụ giáo vận như vậy. Tại thời kỳ viễn cổ, những cao nhân tiền bối sớm bước vào con đường tu hành, nếu nói một chút đạo lý dễ hiểu đối với côn trùng, chim chóc, trợ, giúp bọn chúng khai linh trí, cũng sẽ có thể kiếm được công đức. Đây chính là điểm hóa. Bây giờ Lý Trường Thọ liền hoài nghi, Tiệt Giáo hiện tại có nhiều đệ tử thánh nhân như vậy, có phải hay không là Thông Thiên Sư Thúc tại thời viễn cổ, vào thời điểm điểm hóa sinh linh, liền trực tiếp truyền đạo. Tại Luân Hồi Tháp tầng cao nhất, Địa Tạng mặt đen ngồi trong góc, hai tay khoanh lại, bực mình chẳng dám nói ra đối với tình huống trước mắt. Đế Thính hiển lộ ra chân hình thần thú uy vũ bá khí của mình, nằm ở đằng sau Địa Tạng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lúc chờ đợi tiên nhân hai bên tập hợp, vì để tránh cho xấu hổ, Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một cái cớ, tạm thời chạy đi khỏi đây. Hắn cùng với Bạch Trạch, Kim Sĩ Đại Bằng tìm một góc tối không người ở bên ngoài Phong Đô Thành, âm thầm bắt đầu suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Hồng Liên. Đã tìm được 99 cái hồn phách thích hợp. Bạch Trạch thấp giọng nói,
đều là nghiệp chướng trên người nhiều đến kinh ngạc, nhưng khi còn sống là phàm nhân. Nhưng có một điểm, trước đây Kim Bằng mang theo hai hồn phách đi vào bên trong huyết hải thử nghiệm, bản thân hồn phách dễ dàng bị ô uế huyết hải xâm nhập, chỉ chốc lát liền sẽ vỡ tan. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, dùng một chút tiên pháp bảo vệ chân linh của bọn họ, chúng ta chỉ là mượn lực của bọn họ, mà không phải là để cho bọn họ hồn phi phách tán. Kim Sĩ Đại Bằng nói, lão sư, đây đều là những kẻ bị nghiệp chướng quấn thân, coi như là hồn phi phách tán cũng không có gì đáng tiếc. Không thể. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đối phương đã tiến vào 18 tầng địa ngục mà không phải bị nghiệp hỏa đốt sạch, thiên lôi đánh xuống. Nói rõ còn có cơ hội chịu khổ chuộc tội, chúng ta là tiên thần, liền không thể đoạn tuyệt đường sống của sinh linh. Kim Sĩ Đại Bằng lộ vẻ mặt suy tư, chậm rãi gật đầu. Bạch Trạch lấy ra một quả cầu màu hồng phấn trong suốt ở bên trong tay áo, trong đó có 99 điểm sáng tung bay. Thủy thần, chúng ta có cần kiểm chứng tính khả thi của phương pháp này trước không? Bạch Trạch đưa ra một đề nghị thích hợp, nếu khả thi, sau đó sẽ thương lượng với hai giáo xiển tiệt, chúng ta cũng liền có nhiều cơ hội hơn. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy ở bên trong tay áo, gật đầu nói, nên như vậy. Kim Bằng mang hóa thân của ta tiến đến, ta cùng với Bạch Tiên Sinh ở chỗ này tận lực củng cố cục diện, kéo dài thời gian. Vâng, Kim Sĩ Đại Bằng đáp ứng một tiếng, cùng với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, mang theo quả cầu trong suốt kia, tiến vào huyết hải. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, lập tức thương lượng cùng với Bạch Trạch, sau đó nên chủ trì công đạo như thế nào. Nói tóm lại, quan điểm chủ yếu là tuyệt đối không thể dao động, tiệt giáo quá mạnh, suy yếu phương Tây. Lại nói Lý Trường Thọ cùng với Kim Sĩ Đại Bằng lao tới huyết hải, trực tiếp trốn vào chỗ sâu huyết hải, tìm địa điểm phóng hồn thích hợp. Lý Trường Thọ ngồi ở trên lưng đại bàn, lấy ra 6 hồn phách tràn đầy nghiệp chướng ở bên trong pháp khí. Dùng tiên lực bao bọc chân hồn hồn phách, cũng lưu lại một tia đạo vận của chính mình ở trên hồn phách để tiến hành phân biệt. Các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.